Tony xin chào các bạn nha. Hôm nay thì Tony xin chia sẻ một chút về cái việc mà định cư ở Mỹ cho các chị em phụ nữ trong năm đầu tiên ha. Lấy chồng Việt Kiều, những điều mà các cô gái cần biết trước khi sang Mỹ. Thưa các bạn, lấy chồng Việt Kiều, định cư ở Mỹ từ lâu là một cơ hội đổi đời của rất nhiều bạn gái. Điều đó hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên đến Mỹ sẽ là khoảng thời gian đầy thử thách cho các chị em. Và nếu chẳng may người bạn kết hôn là người không tốt thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Những khó khăn phổ biến cho các bạn gái lấy chồng Việt Kiều mới qua Mỹ trong năm đầu tiên là như thế này. Cái thứ nhất là tù túng về kinh tế. Dù chồng bạn khá giả đến thế nào, bạn cũng sẽ phải gặp tình trạng này. Ít người phụ nữ nào mới qua Mỹ đã cầm được tiền. Về lý do tốt thì đó là do bạn mới qua còn lạ lẫm với mọi thứ. Giá cả hàng hóa chưa biết, chợ búa không biết, hàng tốt hàng xấu cũng không biết. Nên việc chồng chủ động chi trả sẽ là chuyện hợp lý đương nhiên. Còn về lý do xấu thì người cầm tiền cũng là người muốn khống chế bạn trong mọi sinh hoạt. Họ không sẵn lòng tạo điều kiện cho bạn để bạn đi làm, có thu nhập riêng. Họ muốn bạn suốt ngày ở nhà dọn dẹp nấu ăn, cần mua sắm gì đều phải hỏi qua họ để anh ta đưa đi. Và lúc đó bạn có cảm giác như mình đang được nuôi trong một căn nhà đầy xa lạ. Cái thứ hai là không được tôn trọng. Nhiều phụ nữ sang đây không nhận được sự tôn trọng. Nó đơn giản lắm. Người đàn ông khi đưa bạn từ Việt Nam sang một xứ sở thiên đường thì tâm lý họ nghiễm nhiên đã ban cho bạn một cái ơn. Bạn là người phải mang ơn họ. Cộng thêm bạn chưa có tiền, mọi sinh hoạt phải bám vào họ. Nên từ trong sâu thẳm, người đàn ông có cái nhìn không tôn trọng bạn. Cái thứ ba, trầm cảm căng thẳng. Chưa biết lái xe, để đi đây đó, không có bạn bè, gia đình, không biết tiếng Anh. Nếu không nhận được sự chia sẻ từ chồng thì tất cả sẽ là những khủng hoảng cho bạn trong năm đầu tiên. Bạn sẽ thấy mình bơ vơ lạc lõng. Nếu bạn lấy phải chồng gia trưởng hay những người mà thua kém bạn nhiều thứ thì càng tồi tệ hơn. Xin đi làm chồng cũng không cho, xin đi học chồng cũng không cho, học lái xe chồng cũng không cho. Họ muốn khóa chặt bạn trong vòng dây kiểm soát, bởi họ biết rằng ở Mỹ đàn ông chẳng ra gì so với phụ nữ. Họ biết rằng nếu bạn giao tiếp nhiều quá thì một ngày bạn đủ lông cánh, có thể bạn bỏ họ mà đi. Họ biết nhiều người Việt Nam qua Mỹ đã làm cho đàn ông đau đau tán gia bại sản. Tóm lại là họ biết tất cả những gì mà họ không muốn cho bạn biết. Do vậy nhiều người kiểm soát bạn ngày nào càng tốt, càng lâu càng tốt. Vậy câu hỏi là tôi phải làm gì? Nếu bạn đến Mỹ chưa quá 2 năm thì dù bất xúc thế nào cũng đừng nghĩ chuyện dọn nhà đi. Nên nhớ thẻ xanh chưa có trong tay 10 năm thì người bảo lãnh họ có thể báo sở di trú trục xuất bạn về Việt Nam vĩnh viễn. Trong năm đầu tiên thì chuyện ly dị không thể. Đây là khoảng thời gian thử thách. Nếu mà bạn chia tay cái thời gian này, sở di trú sẽ nghi ngờ cái cuộc hôn nhân của bạn là giả, thì bạn rất là khó ở lại Mỹ nữa. Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh và chờ đợi. Bạn phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp trong tay. Tất cả các giấy tờ cần thiết cơ bản là thẻ xanh 10 năm, nếu có quốc tịch thì càng tốt. Driver license, đây là bằng lái xe và giấy tờ tùy thân rất là quan trọng. Không có nó, bạn không có hợp pháp sống ở Mỹ. Các thẻ khác như là thẻ an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm, v.v. Nếu nghiêm trọng hơn, bạn bị bạo hành, bạn có thể đường dây nóng bạo hành gia đình quốc gia National Domestic Violence Hotline. Cái số thì Tony sẽ ghi sao. Đừng lo lắng, mình không giỏi tiếng Anh. Bởi nước Mỹ là hợp chủng quốc, đa số các cơ quan đều có kết nối phiên dịch tiếng Việt cho bạn. Các bạn ơi, buồn thì cứ buồn, nhưng không nên suy sụp tuyệt vọng. Phải hiểu đây chỉ là những khủng hoảng tạm thời, chứ không phải là đường bế tắc. Bởi sẽ chẳng có gì là đường bế tắc khi bạn ý thức được rằng mình đang sống trên một đất nước mà quyền lợi của người phụ nữ được đặt lên hàng số 1 ưu tiên.
Tony chúc các chị em bình an và thật nhiều hạnh phúc nhé. Và xin chào, tạm biệt.